vừa rồi thì Yến có ra mắt một bài hát mang tên là Ngưng Làm Bạn hay cùng với cả Tino và Cốp, và bài hát đó thì cũng rất là may mắn khi mà được rất là nhiều những bạn trẻ hâm mộ. Và Yến vừa mới hoàn thành xong 2 tháng đi quay tại Hội An trong bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, một đạo diễn rất là nổi tiếng, và Yến cũng cảm thấy khá là may mắn khi được làm việc cùng với cả anh ấy. Phim này thì nó là một tác phẩm văn học được truyền thể của chú Nguyễn Nhật Ánh, và Yến cũng đã đọc qua cái quyển truyện này rồi trước khi mà Yến đóng bộ phim này, tại vì mình cũng phải biết được là nhân vật của mình như thế nào. Thì khi mà Yến thực sự là lúc đầu khi mà mọi người đăng thông tin cast lên Facebook ấy, cũng rất là ngại khi mà đi cast phim ấy, cũng ngại lắm, kiểu đứng trước mọi người xong rồi cast thì cũng cảm thấy hơi xấu hổ một chút. Anh Phan Gia Nhật Linh mới hỏi Yến một câu là bây giờ em có chịu để mà thay đổi kiểu tóc để có thể làm đúng với cái nhân vật của mình hay không, thì em nghĩ là ui, tóc mình mãi mới mọc dài được một xíu rồi thay đổi kiểu tóc không biết làm kiểu gì nữa thì cũng khó, mình cũng nghĩ. Xong rồi mà bảo là thôi, nếu mà thay đổi kiểu tóc để mà mình có thể thay đổi được cái nhân vật, như là tại vì Yến cũng đóng được 2 bộ phim chiếu rạp rồi, nên là Yến nghĩ là lâu lâu mình cũng phải thay đổi cái bản thân của mình đi một xíu để mình có thể có những cái vai diễn để đời hơn, ý là như vậy. Thì Yến mới bảo là vâng, thay đổi cũng được ạ. Thế là được nhận vào phim. Thế là được đóng phim. Thế xong rồi đi làm tóc xù luôn, tóc xù mì luôn, xù hết luôn. Thì xong rồi sau khi mà làm tóc xong thì phải dưỡng rất là nhiều, nên là cũng khá là cực khổ. Mà đã thế lại còn đi xa nhà tận 2 tháng nữa, không có ai gội đầu cho, phải tự gội đầu luôn. Yến cũng phải đọc khá là kỹ kịch bản, tại vì thực ra vai diễn của Yến là một cô gái khá là cá tính. Mặc dù nhỏ hơn 2 bạn diễn của mình rất là nhiều, nhưng mà lại là một đứa mà miệng to này, rồi nói chung là luôn luôn ra sức để bảo vệ bạn bè của mình, kiểu là như vậy. Thì vai diễn của Yến tên là Hồng Hoa, tức là luôn luôn đi phá đám cái tình yêu tuổi học trò của Việt An với cả anh Thư. Khi mà đọc cái kịch bản ấy thì Yến đã rất là thích cái nhân vật của mình rồi, và Yến chỉ muốn là khi mà mình quay là mình phải cố gắng hết sức 100% công lực của mình để mình có thể làm được nên một cái nhân vật mà khi mà người ta nghĩ đến, người ta nhắc đến, khi mà người ta xem bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua là người ta biết là trong phim có Việt An, có anh Thư, và biết được luôn là có Hồng Hoa do Hoàng Yến Chi đi đóng nữa. Đấy là điều mà Yến mong muốn. Thực ra thì mình cũng không có đoán được là phim nó sẽ như thế nào và ra làm sao, mà Yến chỉ mong là bộ phim của Yến khi mà ra thì sẽ tức là như là một cái bộ phim mà có thể mang mọi người trở lại với cái tuổi thơ của mình, và cũng như là một bộ phim mà có thể là các cô chú cũng đi xem được, mà các bạn trẻ cũng có thể đi xem được, và ai sau khi mà xem xong thì cũng sẽ có một cái kỷ niệm riêng, có một cái gọi là cái lắng đọng riêng ở trong bản thân mình. Mình nghĩ là Yến mong là bộ phim sẽ thành công. Thực sự mà điều sợ nhất khi mà 2 tháng đi đóng phim là sợ máy bay, tại vì là có một cái tháng mà bay 8 lần luôn, tức là vừa có show ở tại Hồ Chí Minh thì vừa có show ở những nơi khác, nên là cứ phải Đà Nẵng xong rồi đi về Hồ Chí Minh, xong rồi Đà Nẵng xong Hồ Chí Minh, Đà Nẵng xong Hồ Chí Minh, xong rồi Đà Nẵng lại còn phải đi xe xuống Hội An sau đó mới quay. Và có những hôm thì đến 12 giờ đêm mới về đấy, mà sáng 3 rưỡi là phải dậy đi quay rồi, rất là mệt, chỉ ngủ được có 3 tiếng rưỡi thôi. Và nhiều lúc là kiểu muốn khóc thét lên luôn ý, là kiểu trời ơi, làm sao mà lịch làm việc của mình lại dày đến mức độ như thế này, là kiểu rất là kiểu nhưng cảm thấy là kiểu bị mọi thứ nó bùng phát ấy, là kiểu mình quá mệt ấy. Nhưng mà khi mà mình nghĩ lại thì cái quãng thời gian đấy cũng cho mình khá là nhiều kỷ niệm, là mình cái sức khỏe của mình nó sẽ tốt hơn khi mà mình có thể, tức là mình làm việc nhiều nhưng mà mình vẫn phải ăn nhiều nữa. Thì đợt đấy sau khi mà đi quay phim về, Yến tăng 1,5 cân gần 2 cân, cũng là một tin không tốt lắm, nhưng mà thôi cũng được, thì có sức khỏe là có tất cả. Và để nói về kỷ niệm giữa mọi người trong đoàn làm phim thì cái này chắc là chưa được bật mí, nên là Yến sẽ xin giữ lại cho bản thân mình. Tại vì Yến là một người yêu thích nghệ thuật, và Yến muốn làm tất cả những cái gì mà liên quan đến nghệ thuật, dù là diễn viên hay là MC hay là ca hát, thì Yến đều mong muốn là mình sẽ làm tốt nhất, có thể làm, gọi là tức là mình sẽ truyền được cái cảm hứng cho mọi người, cũng như là mình sẽ truyền tải được cái niềm đam mê của mình cho tất cả mọi người. Em chỉ muốn thế thôi. I love you.
đóng phim, vẫn là ca hát, và vẫn là mình sẽ có thể làm MC của một chương trình nào đó. Thì để mà nói hình ảnh của Yến đang bị một màu ấy, thì thực ra là đây là cái hình ảnh Yến mong muốn cho hiện tại và 3 năm tiếp theo. Chứ còn nếu mà để chuyển sang một cái hình ảnh khác như là gì đó thì Yến cũng chưa có nghĩ tới xem là mình sẽ chuyển hình ảnh như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì Yến vẫn đang nghĩ là mình sẽ cố gắng trên cái con đường mà mình đã chọn và sẽ cố gắng giữ vững cái hình ảnh này cho đến khi nào mà Yến thay đổi thì Yến sẽ báo cho mọi người biết nhé. Trong tình yêu thì lâu lâu cũng sầu đời lắm. Nói chung là khi mà Yến yêu thì là bị kiểu yêu quá, yêu kiểu hết mình, yêu kiểu bị điên luôn á. Nên là lâu lâu thì cũng tự mình vẽ ra viễn cảnh cho mình, xong rồi người ta không làm được tự mình thất vọng mới thôi. Mà nói chung là cũng là một người khá là, tức là kiểu ý là Yến cũng là một người mà gọi là kiểu dễ thay đổi theo cái người mà mình yêu ấy. Là người ta muốn gì thì mình cũng sẽ cố gắng để thay đổi để có thể làm cho cái tình yêu của mình đẹp hơn. Và đến đây chương trình Showbiz 101 đã khép lại. Duy Khánh cũng như những người thực hiện chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình Showbiz 101 tuần sau. Cảm ơn các bạn. Bye bye.